Chào mừng các bạn đến với buổi phỏng vấn của mình. Và mục đích của video lần này dùng để dành cho tài liệu học tập môn MKT 201, chứ không có dùng để mục đích cá nhân, thương mại hay bản quyền gì đâu, nên các bạn cứ yên tâm ha. Và một câu hỏi đầu tiên mình muốn dành cho các bạn là các bạn đang học chuyên ngành nào nè? Truyền thông đa phương tiện. Câu hỏi thứ hai mình muốn dành cho các bạn đó là mong muốn gì từ ngành học của mình? Bạn có mong muốn gì từ ngành học của mình? Bạn có chán trước đi. Để là ai đã trả lời trước thì làm kiểu bên event hoặc là kiểu làm phát triển content. Làm event và content. Bạn sao? Em mong muốn được làm trong mảng sự kiện. Được làm trong mảng sự kiện. Và bạn? Mình có thể tự thiết kế được ấn phẩm cho doanh nghiệp của mình. Tự thiết kế ấn phẩm cho doanh nghiệp. Câu hỏi tiếp theo mình muốn dành cho các bạn đó là ngoài những kiến thức chuyên môn ra thì theo bạn thấy trường cần trang bị thêm những gì cho sinh viên của mình? Em nghĩ là mình còn trang bị, trường mình đã trang bị một cái kỹ năng là critical thinking. Những cái khóa học critical thinking đúng không? Em nghĩ là học trong quá trình đi học các môn chuyên ngành đó, kiểu các thầy cô đã phát triển cái kỹ năng. Thế bạn sao? Em nghĩ là trong quá trình học tập thì thầy cô cũng đã dạy cho chúng em là giải quyết những cái vấn đề một cách có logic và hiệu quả nhất. Mình thấy là trường đã tạo khá là đủ điều kiện để mình học gần như là tất cả những kỹ năng liên quan đến chuyên ngành. Câu hỏi tiếp theo mình muốn dành cho các bạn đó là theo bạn làm thế nào để có công việc ngay sau khi ra trường? Là mình phải kiểu thực sự giỏi và kiểu tham gia kiểu rất là năng nổ các phong trào trong trường và đạt khá nhiều danh hiệu trong trường. Còn các bạn sao? Em nghĩ là có kinh nghiệm một vài mảng nào đó trước để vào các agency hay client mình không có bị bỡ ngỡ. Mình sẽ làm cho gia đình trước. Làm cho gia đình? Doanh nghiệp. Nhờ các mối quan hệ? Nó cũng như vậy. Và xong rồi mình sẽ thu thập kinh nghiệm. Câu hỏi tiếp theo mình muốn dành cho các bạn đó là sau 5 năm tốt nghiệp thì bạn muốn trở thành một con người như thế nào? Em muốn làm một cái kiểu freelancer, kiểu cho dù gọi là được trải nghiệm nhiều công việc khác nhau trong ngành truyền thông. Bạn sao? Còn em muốn một người năng động nhạy bén và đặc biệt là làm trong mấy công ty giải trí. Mình cũng muốn làm trong những công ty giải trí. Vậy là hai bạn muốn làm trong công ty giải trí và bạn muốn làm freelancer. Câu hỏi tiếp theo mình muốn dành cho các bạn đó là hoạt động sinh viên trong chuyên ngành của các bạn mà các bạn yêu thích. Nghĩa là trong chuyên ngành của các bạn có những hoạt động mà gì mà để lại ấn tượng cho các bạn? Em nghĩ là những workshop. Workshop. Kiểu làm đồ án. Làm những dự án hay là dự án kiểu deadline hơi căng nhưng mà kiểu cũng chính xác nghĩa hiện tại thì cũng chưa có gì nhiều đâu, nhưng mà mình cảm thấy thú vị nhất ở chuyên ngành của mình là cái gì nó cũng làm thử cái. Vậy bạn muốn tham gia vào những hoạt động nào khác không? Hiện tại thì chưa ha. Vậy bạn có biết cái câu lạc bộ Business Economics Club không? Vậy các bạn có dự định tham gia vào đó không? Các bạn có thể cho mình biết cái lý do không? Dạ, em tham gia câu lạc bộ khác. Tham gia câu lạc bộ khác. Còn các bạn sao? Mình chưa biết câu lạc bộ đó. Chưa biết câu lạc bộ. Vậy bạn? Em thì biết thôi nhưng mà tham gia một câu lạc bộ mà bên mạng truyền thông hơn. Ok,
cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho mình nha.